cái giấy là chứng chỉ là hãy thôi cũng không phải là em hỏi kỹ, tức là hai bạn yêu nhau rồi hai đứa tính trốn đi nhưng em không đồng ý, em muốn là đăng ký kết hôn để có thể ép buộc gia đình là cho hai đứa lấy nhau. Xong ở đây đăng ký. Bây giờ giới thiệu về mình nha. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em xin chào chị Cát Tường xinh xắn dễ thương. Cảm ơn em. Cùng anh Quyền Linh vui vẻ thân thiện. Và anh với kia tấm màn cùng toàn thể khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Dương Kim Cương. Em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em là thư ký tòa án. Em làm việc ở tỉnh Tiền Giang á chị. À, rồi dạ. Quê mình Tiền Giang luôn hả? Dạ, em ở Tiền Giang. Xong là về lại Tiền Giang. Dạ. Rồi em giới thiệu đi em trai. Dạ em kính chào quý khán giả có trong hội trường hôm nay. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn Kim Cương. Em tên là Quỳnh Minh Thành, năm nay 30 tuổi, đến từ Tiền Giang. Nghề nghiệp của em là nhân viên ngân hàng. Tới Tiền Giang luôn? Dạ Tiền Giang, cùng quê hướng nhanh á. Ồ đúng rồi, em ở huyện nào? Dạ em ở thị xã Hòa Công. Đâu hai bạn hỏi nhau coi mình có ở gần nhau không? Kim Cương ở đâu Kim Cương? Dạ em ở Chợ Gạo anh ơi. Anh đi đường đó trần lắm á. Đúng rồi, Chợ Gạo, đi qua Hòa Công phải đi qua Chợ Gạo. Dạ. Dạ. Tiện quá ha, chút nữa hai đứa về chung luôn đó. Cứ còn gì nữa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em đi Kim Cương. Về điểm mạnh của em á là em cũng vui vẻ, hoạt bát. Em nói thì em phải làm. Điểm yếu của em á là em còn nhút nhát, chưa tự tin trước đám đông, nóng tính và hay cầu toàn. Cái gì không vừa ý thì em sẽ phản ứng. Về tật xấu á là những lúc mà em nóng tính á thì mặt rất là khó coi. Không sao đâu em, ai nóng tính mặt dễ coi đâu. Rồi bạn trai thì sao, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Dạ ưu điểm của em thì hiền. Cái thứ hai là em biết nấu ăn. Thì mọi chuyện gia đình thì em đều làm được hết. Của em thì rất là kỹ tính. Ví dụ như đồ đạc của em là em giặt, chứ không để mẹ giặt. Còn có nhược điểm của em là em rất là nhút nhát, em về trước cái đám đông. Em gái mình trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua hai mối tình. Chia tay mối lâu tình rồi? Sau là chia tay cũng 3 năm. Người ta thích mình nhưng mà mình không có thích người ta. Có nghĩa là cũng chưa có yêu đúng dạ, không? Cứ là yêu, cũng thích thôi. Dạ, vậy là cô cũng kén dữ rồi ha. Em có mấy mối tình rồi? Trước đây thì em có một mối tình, chia tay nay cũng hơn 3 năm. Cái mối tình đó là em quen bạn gái là 4 năm thì cũng cùng quê. Hai chúng em rất là thương nhau. Nhưng mà thời điểm đó thì gia đình của bạn gái là có chị ở nước ngoài. Rồi ba mẹ là cũng dự định đi nước ngoài. Rồi cũng có ý là bạn nữ cũng đi theo chung luôn. Gia đình bên gái thì rất là ngăn cản. Rồi tụi em làm gì? Lúc đó còn nhỏ hai đứa cũng dự định là muốn trốn đi luôn. Trốn luôn? Vậy là yêu nhau dữ lắm à? Em nghĩ cái vấn đề đó là không nên. Em nói với bạn nữ là hai đứa mình sẽ đăng ký kết hôn. Tại vì em nghĩ là lúc đó pháp luật sẽ có giấy tờ đó thì hai bên gia đình không có ngăn cản được. Thì hai đứa mới tiến hành đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà rốt cuộc thì sau này thì cái giấy chứng chỉ là ấy thôi cũng... Em hỏi kỹ, tức là hai bạn yêu nhau rồi hai đứa tính trốn đi nhưng em không đồng ý, em muốn là đăng ký kết hôn để có thể ép buộc gia đình là cho hai đứa lấy nhau. Xong có ra đi đăng ký không? Dạ có đăng ký. Có đăng ký luôn. Ủa rồi đăng ký vậy mà gia đình cổ cũng không chịu. Hai bác bên bển cũng ngăn cản, do đó thì nói chung tình duyên không thành. Và hiện giờ bạn đó đâu rồi? Dạ, bạn đó thì hiện tại đi định cư Mỹ này cũng mấy năm rồi. Rồi cái giấy hôn thú đó rồi em... Dạ thì khi mà ấy thì để nhau thì hai tụi em tiến hành làm thủ tục thôi. Coi như phải ly dị. Dạ phải ly dị. Coi như chưa cưới mà cũng phải trên danh nghĩa là coi như tại là... Tại vì trên mặt pháp lý đã có cho đó tụi em phải... Hôm em đăng ký chương trình này em có nộp tờ giấy độc thân không? Dạ có. Của xác nhận chính quyền địa phương không? Dạ có. Tại vì khi đó hai đứa phải không còn cái mối quan hệ nhau thì bạn đó mới đi nước ngoài được. Chị hiểu tức rồi. Tức là một tình yêu gọi là rất là dữ dội, yêu nhau thật sự. Mà gia đình ngăn cản quyết liệt quá. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Trước tiên thì công việc cũng tương ổn định. Thứ hai là biết yêu thương. Chị hiểu cái hoàn cảnh của em rồi. Bạn gái bên này là làm thư ký tòa án. Để chị sẽ hội ý bạn gái một chút xíu nha. Có nghĩa là chưa có lấy vợ nhưng mà trên cái mặt pháp lý là đã một lần là có ly hôn rồi. Thì như vậy là vẫn không có vấn đề gì đúng không em? Em đi làm thì hồi đó em không có bạn là lý do là lúc mình đi học á, mình lý tưởng cuộc sống quá. Nhưng mà đi làm mình cũng hiểu được cái cuộc sống, cái hoàn cảnh của mỗi người, mỗi khác. Thì em cũng thông cảm được. Chủ yếu là em muốn tìm cái người bạn của em á, là phải là sống tình cảm như vậy. Biết chung thủy, biết chia sẻ, lắng nghe, quan tâm, chăm sóc cho bạn của mình. Chờ đợi tới hôm nay thì em cũng muốn tìm được cái người nó phù hợp với mình. Về cái mặt giấy tờ đó là em không ngại gì hết đúng không? Không ngại gì. Mừng quá. Trai, yên tâm cảm rồi. Ơn nàng gái. Thật sự là nói câu đó thì giải tỏa tâm lý với nàng trai rồi. Quan trọng bây giờ chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu đây. Chàng trai bên đây rất là hiền và nói cái câu chuyện hồi nãy chứng tỏ rằng chàng trai rất là chung thủy.
yêu là yêu quyết liệt lắm. Thôi được rồi, tại vì đàn trai cảm ơn em đã. Dạ, rồi bây giờ thôi cái mẫu người tìm người sao đó nói anh Linh anh nghe đi, anh kiểm tra anh bên kia cho. Em thì cũng không có đòi hỏi nhiều về ngoại hình. Thì chỉ cần là cao hơn em là 1m7 là được. Dễ nhìn. Chắc bớt bớt chút em. Không tới 1m7, bớt chút xíu. Dạ. Không có đó là người ta đặt chỉ tiêu thôi. Dạ. Hiền. Dạ, anh này hiền khô luôn. Dạ. Đen đen, nước da đen đen giống anh. Dạ. Em cũng ngưỡng mộ anh Huyền Linh nên tính tình và vui vẻ, thân thiện như anh Huyền Linh thì em cũng rất là thích. Rồi. Dạ. À, còn yêu cầu gì nữa không? Công việc thì như là nãy nói là nhân viên ngân hàng, nhưng mà anh làm ở thành phố hả anh? Không, anh làm ở phòng dịch vụ công ngân hàng Kiên Long á. À vậy đó hả? Nhiều khi có nào em biết anh không? tại vì bên tòa án của em cũng có giải quyết những cái vụ kiện mà có liên quan bên ngân hàng nữa đó. Có khi biết đó. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích hút thuốc. Hút thuốc có không em trai? Dạ không, em không. Ví dụ uống rượu thì mình đi làm việc thì đương nhiên cái xã giao thì đúng mình phải rồi. Có nhưng mà không có. Không có nhiều được. Nhiều đây. Không. Tại em thấy người miền Tây cũng uống nhiều rượu nhiều thiệt. Anh cũng người miền Tây đâu uống nhiều đâu. Tùy người nhưng mà đa phần là như vậy. Em thích nhất người đàn ông điều gì? Em thích là chịu khó, có ý chí cầu tiến và bản lĩnh. Em tính em là nữ nhưng mà em nói là em làm. Em là bản lĩnh đấy. À. Rồi, được rồi. Dạ. Anh thấy qua thăm đàn gái xong anh thấy nhẹ cái lòng rồi đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi theo đi. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay có má với dì với cháu của em. Chào dạ. Cô Quỳnh Linh với con Cát Tường với cô Quỳnh Linh. Dạ. Rung quá à. Dạ. Dạ. Con cũng rung nữa. Dạ. Nói hồi rung luôn. Dạ. Dạ. Đồng hương mà. Dạ. Cháu trai bên đây thì thấy nó cũng dễ thương, cũng hiền. Dạ cảm ơn cô. Thì tùy con, nhà bán thấy được đó, biết đâu. Biết đâu ha. Em trai nói chuyện gì với bác gái vài câu đi em. Nói câu với bác gái đi. Hứa gì đó sao nếu mà được gì đó. Dạ thì hôm nay con đến đây thì rất là vui khi được nghe những lời khen của bác. Con chỉ là có tấm lòng chân thành thôi, thì con nếu mà được thì sau này thì con sẽ dùng cái sự yêu thương, lòng chân thành để mà chăm sóc, chở che, san sẻ những khi mà chỗ Cương có chuyện vui hay chuyện buồn thì con sẽ sát cánh cùng Cương để vượt qua cái quãng đời. Dạ. Nếu bác nói, nếu là cháu nói vậy thì bác cảm ơn con. Tại dạ. Vì bác cũng muốn con bác có cái người biết quan tâm, san sẻ, chia sẻ vậy thì bác rất là đồng ý. Sao em gái khóc? Xúc động hả? Dạ, với một phần là nhà em thì có 6 chị em gái. Nhưng mà mấy chị có gia đình, còn có một mình em. Ba má rất là lo cho em. Nên em cũng mong là thông qua chương trình này thì thật sự em tìm được đúng cái người mà thương mình, lo cho mình để ba má cũng an tâm. Cố gắng, chị với anh Quỳnh Linh cũng sẽ cố gắng ha, lựa chọn người phù hợp cho em. Hy vọng hôm nay là mình sẽ tìm được cái người mà mình đang mong muốn nha. Dạ. Rồi. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ nữa hả? Chào Nguyễn Linh với cô Phát Tường. Dạ chào cô. Thì thấy hai cháu nói vậy thì cũng quá vui, không biết nói gì. Đầu tiên hai bà xui tương lai có thể tiến đến gần nói vài câu với nhau đi. Hai người nói chuyện nhau chút xíu đi, nãy giờ thấy. Hỏi chị ở đâu? Chị ở Gò Công nào? Ở Gò Công, Gò Tây hay Đâm? Đâm phải không? Tôi ở chợ gạo. Chị thấy như cháu nói vậy mà chị có đồng ý chọn rể không? Tôi thì đồng ý nhưng mà điều không biết con thì chứ tôi thì tôi chịu rồi thì thấy cái cô này cũng dễ thương, cũng bây giờ thấy thì cũng chấm. Dạ. Vậy là hai bà chấm hết trơn rồi. Hai đó. Bà xui ôm nhau cái đi. Hai ôm nhau lên rồi. Trời ơi đẹp quá. Rồi cảm ơn hai bà xui tương lai. Hay ăn thua là hai bạn. Đặt kéo màn lên hai đứa thôi. Hai bạn cứ trò chuyện thoải mái đi. Đây, con gấu bự hơn em đó. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Em tặng anh hai quyển sách. Cảm ơn. Dạ. Đó, thấy ga lăng chưa? Đó, rồi hai bạn nói chuyện thoải mái đi nào. Dạ, em mới gặp anh thì anh có những cái hành động như ga lăng vậy đó. Thì em thấy anh là người hiền, gương mặt thì hiền. Tính tình thì em chưa tiếp xúc nhiều, em không biết. Chắc là biết quan tâm đến người khác. Quan tâm đó, anh chuẩn bị mấy ngày nay anh biết em mặc áo hồng nên tặng gấu màu hồng. Màu hồng luôn á. Nếu mà hai đứa mình mà có duyên đến nhau á thì em dự định khi nào tiến hôn nhân? Thì tuổi của anh với em cũng có thể lập gia đình được rồi.
Nhưng mà quan trọng là do cái quá trình tìm hiểu của mình, cảm thấy mình phù hợp. Thì em nghĩ có thể trong năm nay. Tại vì gia đình em cũng muốn em lập gia đình rồi, và em cũng vậy, nên chủ yếu là do em với anh. Em có biết anh tặng con gấu em là có nghĩa, cái này theo anh suy nghĩ thôi. Người con gái thì anh nghĩ là em rất là bản lĩnh, rất là cá tính. Nhưng mà anh nghĩ thì người phụ nữ cá tính, bản lĩnh thì ở một khoảnh khắc nào đó thì cũng mềm yếu. Có những cái việc có thể là chia sẻ cùng gia đình, chia sẻ cùng người thân. Có những chuyện thì sẽ không trải lòng được. Do thì nó cũng như là anh sẽ cùng bầu bạn với em. Những cái lúc mà em buồn, em vui, những lúc mà em cần có tâm sự để em trải lòng, thì em cứ xem nó là một người bạn để em trò chuyện cùng nó, để nó hiểu em hơn. Và anh hy vọng thì qua cái chương trình này thì em sẽ cùng anh uống nút, để sau này thì anh có thể nghe để chia sẻ, quan tâm em, cũng như là hôm nay ý nghĩa anh tặng em chú gấu. Dạ. Sau khi chia tay chương trình về nè, hẹn hò sao đó tính với bạn. Ý em sao? Trời ơi, em phải chủ động chứ em trai. Sau khi chương trình á thì anh được mời bác mời dì em. Dì với cháu em. Cháu. Cùng dạ. Em thì mình ghé ở thành phố, ghé chỗ nào đó mình để mình ngồi lại, có để dịp để mình trao đổi tiếp xúc nhiều hơn. Đi gấp có chuẩn bị tiền đủ không á? Một xe đằng đó. Người ta có thẻ ngân hàng người ta mượn. À quên, có thẻ ngân hàng. Em lo. Nhiều khi đi gấp quá không có chuẩn bị cái một xe là nó tính mình lo đó mà. Thì em cũng cảm ơn cái lời mời của anh để em hỏi ý kiến gia đình. Hôm nay chúng ta cũng có duyên gặp nhau, mong rằng các bạn sẽ có phần với nhau nha. Dạ. Thôi. Anh nghĩ rằng cũng không cần phải nói nhiều. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nha các bạn. Hết sức nghiêm túc, rất rất nhiều người đang theo dõi mình. Hãy đưa ra chọn lựa của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau đi hai nắm bạn. Nắm tay đi. Dễ thương quá anh, cô gái rất dễ thương. Lạnh không? Nhớ tên cổ không? Kim Cương. Rất đặc biệt nên phải nhớ thôi. Em quên tên anh rồi. Tại nãy rung quá. Anh tên Thành. Anh Thành, dạ. Là món quà của chương trình đó là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Một phiếu giảm giá 25% dành cho các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Đây là phần quà của nhà tài trợ Human Gel gửi tặng hai bạn. Hãy chăm sóc cô ấy thật kỹ. Chúc các bạn hạnh phúc. Hôn đi, đó là phía dưới. Hãy kêu hai bạn hãy làm thủ tục của chương trình. Người lớn giờ cũng thoải mái lắm. Xin đi em trai. Dạ. Con xin phép bác cái gì? À, con cháu của Cương. Con hôn Cương. Đẹp mà. Mời đi rồi, giới thiệu lớn lên nha. Mời bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tấn Hiền, đến từ Đắk Nông. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại đang làm kiến trúc sư cho một công ty bất động sản ở quận 7. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, em tên là Như Ý, em 24 tuổi và em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở huyện Bình Chánh ạ. Quê em ở đâu? Dạ, em ở Bình Chánh luôn ạ. Em làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là giáo viên tiếng Anh ạ. Em dạy từ cấp 1 cho tới cấp 3. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Từ nhỏ thì ba em có nói là nhìn vào bếp á, thì mình biết người phụ nữ như thế nào. Nên ba em dạy em nấu ăn từ nhỏ khá là sớm. Nên điểm mạnh của em chắc là nấu ăn rất là giỏi. Hay quá ha. Rồi, còn điểm yếu của mình? Em thấy em khá là mít ướt. Với lại mà khi mà mình yêu rồi á thì em hết mình nên người ta nói gì cũng nghe hết trơn. Trời ơi, dễ tin người, phải không? Dạ đúng rồi, dễ tin người. Có bị gạt không? Dạ, cái đó chưa. Chưa, hên quá. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em rất là đam mê những ngành bên nghệ thuật như là vẽ, hát. Những lúc rảnh rỗi thì em rất là thích ngủ nướng. Dạ. Cái này không sao, mình rảnh mà. Dạ, thức khuya. Thức khuya thì không tốt, phải cải thiện lại. Mình nói chút xíu về tình trường đi bạn. Thì mối tình đầu tiên thì học lớp 12. Rồi cái đó bỏ qua đi, xưa lắm rồi, mới đây. Thời gian em sinh viên thì em không quen ai cả. Đến khi em ra trường thì em cũng có quen một bạn ở gần xóm trọ. Nhưng mà sau một thời gian thì em thấy không có ok. Thời gian là bao lâu?
Dạ khoảng chừng 2 tháng. Rồi coi như là mình không có tình yêu lâu lắm rồi đúng không? Cũng chưa có gì sâu đậm ha. Đúng rồi. Rồi mời bạn gái, tình trường của em thì sao? Dạ từ lúc em ra trường á thì em có đặt mục tiêu là ra trường 2 năm thì phải lập gia đình. Mà nay cũng 4 năm rồi chị, là từ hồi năm 2 tới giờ em cũng chưa yêu ai hết. Mối tình đầu tiên thì em cũng quen 4 năm. 4 năm? Nhưng tại sao chia tay? Thì anh đó có người yêu mới á chị. Nhưng mà lý do tại sao em có nghĩ tại sao em không có tự tìm được một người yêu cho mình không? Thứ nhất là do môi trường làm việc của em á, 10 người thì có 9 cô giáo, chỉ có một duy nhất một thầy giáo thôi, mà nhiều khi thầy đó là Hoa đã có chủ rồi. Thứ hai nữa là do em cũng kỹ tính quá, khi mình gặp ai đó mình nhìn vô mình thấy mến thì mình mới tìm hiểu được. Nên nhiều khi cũng có nhiều bạn bè giới thiệu mà em mới nhìn em thấy thôi không được rồi, nên ngay từ đầu các em đã chặn. Tại nhiều khi phải cho nhau cơ hội mới tìm hiểu được chứ. Không, cô ấy nói cũng đúng, mình phải mến mình nói chuyện tình yêu chứ. Bây giờ em làm sao để em mến nè? Đầu tiên thì em mong bạn đó có một gương mặt tròn tròn, phúc hậu tí, nhìn cười cái là mình yêu liền á anh Quyền Linh. Cười cái yêu hả? Có cái mẫu nụ cười giống ai không? Thật thà chất phác giống như anh Quyền Linh là ok ạ. Có tiêu chuẩn gì nữa không bạn? Dạ em nhà em nuôi rất là nhiều chó nên em mong bạn nam nó cũng thích yêu động vật giống như em. Dạ có yêu động vật không bạn? Nhà em nuôi rất nhiều chó chị ơi. Thôi vậy à, cũng được. Bây giờ mẫu người bạn trai tìm kiếm là một người bạn gái như thế nào? Tại vì mẹ em nó ăn rất ngon nên em thích phụ nữ nấu ăn ngon. Dạ, để được ăn ngon hàng ngày ạ. Ba bạn ấy dạy bạn ấy nấu ăn từ nhỏ luôn, rất ngon. Còn gì nữa? Chỉ có vậy thôi. Có nhiêu đó thôi hả? À? Ăn ngon là được rồi hả? Dạ. Tình yêu đến cái đường ngoại hình sao em? Dạ thì chỉ cần cao một tí là được rồi. Có mẫu hình lý tưởng ai không? Dạ thường thường thì nếu như mà em thích bạn nữ nào thì em sẽ vẽ tranh cho bạn nữ đó. À vậy à? Thì hôm nay em có mang theo những tranh em vẽ. Đưa tranh rồi không giống bạn nữ bên kia sao? Dạ ý là chỉ cần một điểm đó thôi anh, chứ không phải là giống hoàn toàn. Những cái bài vẽ này là em vẽ giúp bạn bè để đi tán gái. Là sao nói, em nói như vậy anh chưa hiểu. Hôm nay là em chỉ mang theo để dự phòng thôi. Dự phòng gì? Dạ là tại vì sợ lỡ là chương trình hỏi là em có biết vẽ không thì em không có mang tranh theo thì nó không thuyết phục. À đơn giản vậy. Nhưng mà cái tranh này là vẽ ai? Vẽ cái đối tượng của em hay là chỉ là vẽ để biết mình là biết vẽ tranh? Vẽ tặng cho mấy người đi tour gái thôi, cho anh hai thờ thôi. Dạ bài. Người khác đi, anh không được đâu. Ý em vậy thôi đúng không? Dạ. Thế nãy giờ em nghe cái giọng nói cô ấy, em hình dung cô ấy như thế nào? Em nghĩ là chắc có lẽ là rất là mỏng manh. Rất là mỏng manh. Dạ. Em không thích phụ nữ mập. Lý do sao em không thích phụ nữ mập em? Mập múp míp, mấm ma, mấm mỉm dễ thương chứ. Đừng có mập quá chứ không phải là... Thí dụ như chị vậy là mập không? Dạ, hơi mập thì quá đẹp rồi. Anh cứ dù dập em hoài. Thực ra thì tiêu chuẩn của em cũng không có nhiều. Không, bây giờ chị hỏi em nè, cái tranh này là em vẽ con trai hay con gái trọng? Dạ con gái. Con gái. Dạ. Mà khi em vẽ con gái là em phải tưởng tượng cái gì đó, cái cũng thể là cái chuẩn, cái chân lý gì đâu trong đây nè. Đưa chị coi cái tranh coi. Để coi mập hay ốm trọng là chị biết liền à. Vẽ để cho tặng cho mấy thằng ông đi cô gái. Trời ơi thiệt. Trời ơi nhiều lắm hả? Một nùi vậy đó hả em? Dạ, không, thì gì, em phát cho mấy tờ chị. Có ai muốn đi cô gái không? Đăng ký một người một tranh. Trời ơi xuất sắc. Nhưng mà chị hỏi nè, những cái cô gái này là những cô gái em đã từng gặp ở ngoài đời, em ấn tượng, em vẽ họ, hay là những cô gái này là những cô gái em tưởng tượng trong đầu khi em vẽ? Dạ như đây là bạn học cùng cấp 1, cấp 2 của em, rất thân ạ. Cái này cấp 3, cấp 4 rồi chứ. Dạ không, nhưng mà sau này mới vẽ ạ. À dạ. Một cô, cầm coi. Trời ơi đẹp quá, trời ơi. Có ai chọn được cô nào không? Mấy cô này có chồng chưa? Cô này có chồng chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Chưa nha. Cô này sao? Cô này ở đâu đây? Dạ cô này chỉ là một ca sĩ của K-pop thôi. À ca sĩ. Còn cô này sao? Dạ cô này là em vẽ tặng bạn mà hai người đã kết hôn rồi. Rồi vậy thôi cất cô đó vô đi. Vậy là những cô này đều là cái cô thật sự ngoài đời có thiệt đúng không? Chứ tiếp không phải tôi, cái cô mình tưởng tượng. Đáng lẽ hôm nay em phải vẽ một cái cô mà do em tưởng đúng tượng rồi. Ra cái mẫu người của mình. Trời đẹp quá ta. Đẹp thiệt. Cô nào cũng xinh hết trơn á. Em vẽ một tấm tranh như vậy là mất thời gian bao lâu? Dạ nếu như mà em rảnh rỗi mà chủ nhật thì em vẽ khoảng chừng 3-4 tiếng. Ngồi rảnh rảnh là vẽ được giúp 4-5 thằng bạn được luôn. Em đã chuẩn bị gì đã để tiến tới hôn nhân chưa? Hay chỉ có mấy bức tranh? Em thấy thì mình cũng đã khá là ổn định để có hôn rồi. Rồi. Công việc em cũng đã ổn định, thu nhập cũng ở mức khá. Có thể là ba mẹ sẽ giúp đỡ thêm một tí. Sẽ ổn định cuộc sống rồi. Chân em bị đau hả? Dạ không. Sao em run quá.
À. Làm khó quá. Không tưởng đâu mình đã quan tâm nó là khó, tưởng đâu bạn trai bị đau chân. Sức khỏe ổn định không? Vậy. Dạ sức khỏe tốt gì. Thôi đừng nói tốt quá bác hết đất á. Thôi được rồi, đẹp trai. Làm khó thằng trai của thằng trai dạ, đẹp. Ngon lành. Trời ơi vậy đẹp lắm, em kêu ảnh vẽ hình em đi đẹp lắm. Ồ, dạ. Chào em gái rất dạ, xinh đẹp. Chào các anh chàng họa sĩ mình nghĩ rằng có tài. Dạ. Bởi những cái nét vẽ rất là đơn sơ nhưng mà rất là sắc nét, nhưng mà hiền lắm em ơi. Hiền khô à. Em phải hỏi ảnh có lăng nhăng không chứ ảnh đẹp trai. Dạ đúng rồi. Lên em hỏi như em coi là bạn nam có lăng nhăng, tại vì em đã trải qua một mối tình như vậy nên giờ em cũng hơi ngại chuyện đó. Em ơi em có da nhăn ý có lăng nhăng không? Dạ không có anh. Theo cái cảm nhận của anh nha, anh này cũng hơi đàng hoàng. Hơi đàng hoàng. Anh cảm nhận thôi, mới gặp anh chưa có biết đánh giá hết được, nhưng mà anh này đàng hoàng đấy. Chúc em dạ. Nói em cảm nhận tiếp nha. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em à. Chào Huyền Linh với chị Cát Tường. Chào cô. Con gái tôi thì nó làm giỏi lắm, chăm chỉ, mà có một cái là hơi kỹ tính với lại hay mất nước. Cô nhận thấy anh chàng bên đó như thế nào cô? Dạ thấy cũng được, hiền lành, chững chạc. Dạ con chào bác ạ. Dạ. Hứa gì với bác cho bác yên tâm đi. Dạ nếu như dạ nếu như mà con được chọn thì con hứa sẽ là ai chọn. Dạ nếu như mà con được em chọn thì con sẽ cố gắng mang đến cho cô ấy những hạnh phúc, những cảm nhận tuyệt vời nhất và một chỗ dựa vững chắc nhất ạ. Dạ con cảm ơn. Cũng chúc cho hai cháu được tiến tới hôn nhân. Dạ con cảm ơn bác ạ. Trời em trai đi với ai? Dạ hôm nay em cũng đến với mẹ. Ồ, hay quá. Dạ chào cô ạ. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Tôi là mẹ của Hiền. Dạ. Và tôi đến từ Đắk Nông. Theo cái cảm nhận nãy giờ mà ngồi đây á, mà nhìn cháu là bên gái bên này á, tôi thấy cháu rất dễ thương. Nó là nấu ăn ngon và là giỏi giang á, là tôi cũng rất thích. Dạ. Tôi mong là cháu và con tôi thì có cuộc hẹn hò lâu dài. Sẵn hai bà xui gia tương lai ở đây ha, hai người đứng lên nói vài câu cái đi, coi như là kết tình xui gia đầu tiên cái đi ha. Đàn trai có đôi lời với đàn gái trước đi. Dạ. Rồi được rồi. Dạ em với chị đến đây là cũng như là một cái duyên rồi đó chị. Mong chị là đừng có ngại xa xôi em ở Đắk Nông, mà không có bằng lòng để hai đứa trẻ nó tìm hiểu. Và nếu mà tìm hiểu được thì cũng mong là chị có dịp nào đó về Đắk Nông của em thăm. Rất đẹp. Quan trọng phần còn lại là do hai bạn. Kéo màn. Kéo màn lên. Anh có món quà nhỏ tặng em, thì hy vọng là anh có tặng em một con gấu nhỏ thì em sẽ tặng lại em con gấu lớn. Em thích đọc sách nên em có mua một quyển sách em yêu thích, hy vọng anh đọc à. Anh cảm ơn. Dạ. Hai cái hình ảnh rất đẹp thưa quý vị. Rồi bây giờ mình có 2 phút trò chuyện nha. Dạ. Tấn công. Thì em thấy anh là người như thế nào? Dạ em thấy anh hiền, chất phác. Dạ em nhìn thấy có rất là thiện cảm ạ. Anh thấy em thế nào? Vượt qua những gì anh tưởng tượng. Hồi nãy em có nghe anh nói là anh thích bạn nữ cao cao, nhưng mà em không có cao lắm mà. Tại vì con gái có lợi thế là được mang guốc đồ nên nó cũng tương đối là được rồi. Anh có gì muốn hỏi em nữa không? Chắc có lẽ là anh tin tưởng quá rồi nên anh không cần hỏi thêm gì. Thí dụ như đồng ý hẹn hò rồi, bao giờ bạn có thể đưa bạn gái về Đắk Nông chơi thí dụ gì đó? Thì anh sẽ sắp xếp để em được về trên đó chơi một lần sớm nhất. Nhưng mà không biết là em có ngại đường xá xa xôi gì không? Dạ không, tại em thích đi du lịch, thích đi xa lắm. Nhưng mà anh hay đi bằng xe máy thì không biết là em có bị... Xe máy, dạ không sao anh, miễn có được đi là vui. Quản lý kinh tế con cái trong nhà ai lo? Em nghĩ là em sẽ giao cho vợ lo hết ạ. Em tiêu tiền rất là thoải mái nên em không có giữ được nhiều. Em được cái em giữ tiền rất là kỹ. Có vợ giữ giùm là ok rồi ha. Hồi nãy là bạn trai đã nói chuyện với mẹ em rồi. Dạ. Bây giờ em nói vài câu với bác từ Đắk Nông xuống kìa. Dạ, con chào bác. Hôm nay con rất vui vì được gặp bác và anh. Thì con cũng hứa với bác nếu mà sau này con và anh có đến với nhau á, thì con sẽ trở thành một con dâu ngoan hiền của bác và người vợ tốt của anh. Không uổng bác nuôi con 27 năm. Bác rất cảm ơn con. Dạ, rồi, xuất sắc.
Hay quá, không có uổng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ra đời. Thật ra bây giờ anh không, anh run quá, anh chỉ hứa là sau này anh sẽ là một người đàn ông tốt, là một chỗ dựa. Anh không lăng nhăng, không có cờ bạc rượu chè, hay là nói chung là anh sẽ cố gắng để là một người chồng tốt. Đẹp quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bây giờ anh bấm nút luôn giùm luôn cho, mệt quá. Thôi bấm luôn cho rồi luôn đi. Phái cặp này quá trời quá đất luôn vậy đó. Rồi, chúng ta nào, sẽ suy nghĩ và bấm nút nha. 1 2 3. Bấm. Hết thời gian. Có hết mà. Con cảm ơn bác đã dạy dỗ ra một người con gái tuyệt vời như vậy. Và cảm ơn bác trai ở nhà nữa. Thực ra thì con cha và con mẹ thì đều lớn như nhau. Tuyệt vời làm sao á, không lẽ sẵn đây mình làm lễ luôn chứ. Mình nắm tay nhau. Xin phép hai bác mình hôn em gái cái đi. Nhưng mà em hơi sợ. Không, em xin đi, bác rất xung động. Nào. Dạ, vậy thì bác có cho phép con không? Dạ, con cảm ơn bác ạ. Hôn. Tuyệt vời. Chúng tôi muốn những giây phút này các bạn không bao giờ quên nó. Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Xem như ngày hôm nay đã được hai bên đồng ý rồi đó. Nhưng mà mình vẫn đi xem phim để trò chuyện nhiều hơn các bạn nha. Những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, hãy cầm lấy. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.